cho thủy quân lục chiến. Đó là khẩu hiệu của ngày về với anh. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Ông kêu cho vô ông gì ông tan hết đi ở rồi nó đủ rồi mà thành ra phải chịu. Nhưng mà anh không dám uống với tụi nó thôi. Giờ ông lẹ xuống nhá. Không đi thả đi lại. Người tươi em quay cho thiệt xấu. Người tươi em nổi. Người tươi là lúc nào cũng đẹp á. Chị nó giỡn em đừng giận nha. Đâu có gì đâu giận chị. Không còn đủ. Không còn hả? Không còn đâu. Không còn. Quá luôn. Hả? Đủ dữ đủ ngồi bến hết hả? Thì thôi được rồi, có thằng nào ngồi đây xuống, ngồi xuống đây ta quay phim được. Thấy chưa? Cái vợ đẹp cái đầu lên cái đồ nó mua nguyên cho mà. Quyền của chị đó, chị muốn làm thì chị làm hành hạ sao không được. Đâu có, cái này là làm cho đẹp thôi. Dạ. Yeah. Làm mà biết mà, cái đó khỏi lo rồi. Cái này toàn cầu phải nhìn thấy anh chị đẹp. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn. Cái này là quay phim đó. Quay phim mà thấy mình cười tươi đẹp thì cười đi. Rồi, chị đứng đây. Thank you.
gia đình. Chương trình dạ tiệc đêm tiền đại hội của chúng tôi 2018 tại San Jose bắt đầu. Chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng chúng tôi đứng lên để làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và quốc kỳ Hoa. Chào tay, chào quốc ca Việt Nam. Ngày công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, tấm lòng cùng đi hy sinh tích gì tan sâu, vì tương lai quốc dân cùng sống và coi tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay vời trên cung giao, thủ tướng lấy mau đào để bao nói ra. Việt Nam chấm hết, chúng ta đem tay xuống chào quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Chấm dứt 1 phút tưởng niệm đến tất cả đã hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc từ khắp các mặt trận, từ miền Quảng Trị địa đầu dưới tiến đến miền tận cùng đất nước. 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tất cả các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bằng mọi hình thức hy sinh để bảo vệ tự do và chính nghĩa. Phút mặc niệm bắt đầu.
phút mặc niệm chấm dứt, chúng tôi xin kính mời quý đại bàng, niên trưởng, quý chiến hữu và gia đình an toàn. Thank you.
ban tổ chức giao cho nhiệm vụ hướng dẫn chương trình văn nghệ Tôi Tên Tiền Đại Hội. Chúng tôi lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện trong tối hôm nay thật đông đủ. Chúng tôi kính mong rằng quý vị có những một bữa cơm của tối nay. Mời anh về để xây dựng một lâu đài tình ái. Lâu đài ấy sẽ có anh và có em, nhưng chúng ta thường nghe qua những lời thôi. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức đặc biệt, không phải là những lời hát mà chỉ là những dòng nhạc với dòng thổi kèn của anh Luân từ đoàn 3 thủy quân lục chiến đến từ Louisiana. Xin mời tất cả quý vị quan khách cùng thưởng thức. Hành quân có người lính già mang
chúng con chúng tôi vừa nhắc đến bài hát này. Bài hát có hậu sự của đại đạo Đức Thánh. Và một thời về quê
Thank you.
Thank you.
quý vị, sau đây chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý vị nhạc phẩm Hoạt Cải Mái Tóc với giọng hát nữ ca sĩ Ngọc Mai. Yeah.
Yeah.